Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một tuần mới thật là nhiều may mắn, sức khỏe, dồi dào và không quên theo dõi các sự kiện thể thao nổi bật, bởi vì chúng ta đang sống trong những ngày Euro rất là rực lửa và những trận đấu thu hút được rất là nhiều người quan tâm theo dõi. Đến bây giờ chúng tôi có những cái thông tin và những cái bình luận không thể thiếu được sau cái vòng đấu tứ kết vừa qua với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng. Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nhìn lại 4 trận tứ kết, chúng ta thấy đều là những trận đấu hay cả. Mà trước khi những trận đấu này diễn ra thì các báo chí thể thao quốc tế họ tỏ ra rất là hào hứng vui mừng, bởi vì cũng đã rất lâu rồi những cái đội bóng tham gia vào vòng tứ kết toàn là những đội trong nhóm top 10 của FIFA. Đây là điều mà cổ động viên nào cũng thích cả. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được kết quả của những trận tứ kết này. Tiếc nuối, tôi nghĩ rằng rất là nhiều cổ động viên sẽ tiếc nuối cho những cái tên hoặc là những cái chiến dịch tranh ngôi vô địch, ví dụ là của Đức, hay là một cái quá khứ rất là mạnh mẽ và đẹp của Bồ Đào Nha, thưa anh. Vâng, thực sự mà nói thì 4 trận tứ kết diễn ra thì có thể nói là trận đấu nào cũng rất là kịch tính. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức, rồi trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ, rồi trận đấu giữa đội tuyển Pháp, Bồ Đào Nha, giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những trận đấu rất là kịch tính và có những kịch bản rất là khác nhau. Và theo tôi nghĩ, tới thời điểm này thì chúng ta có thể nói là đội tuyển là Euro đã rất là thành công trong việc là đem đến cho những cái trận đấu rất là hay và chất lượng cho khán giả. Bây giờ nói về cái trận đấu đầu tiên, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức. Đức thì là chủ nhà, Tây Ban Nha thì là đội bóng mà theo tôi nghĩ từ đầu mùa giải đến giờ là đội bóng thi đấu hay nhất, mạch lạc nhất và gây ấn tượng nhiều nhất, và đặc biệt cái cầu thủ mà có thể nói là đầu tàu hay là cái gương mặt nổi bật của đội tuyển Tây Ban Nha đó chính là cầu thủ 16 tuổi Yamil Lemar. Thì có thể nói trong cái trận đấu này thì là một trận đấu rất là cân bằng và cái số phận của trận đấu chỉ được quyết định bằng những cái chi tiết rất là nhỏ, là cái bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 là ở trong hiệp phụ. Nhưng mà có những cái chi tiết rất là nhỏ mà được quyết định bởi ông trọng tài. Ví dụ như là trong hiệp chính thì là đội tuyển Đức có một cú sút bóng mà chặn tay của cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Đức không được hưởng phạt đền. Mặc dù ở trong những trận đấu khác thì có những quả phạt đền, ví dụ như là thì có thể nói là nhiều cầu thủ nghĩ là nó không đáng. Ví dụ như trong trận đấu của đội tuyển Áo bị thua thì đội tuyển Áo bị một quả phạt đền rất là không theo tôi nghĩ nhiều người rất là thấy nghĩ là oan ức. Thế nhưng mà đội tuyển Tây Ban Nha đã vượt qua đội tuyển Đức, đội tuyển chủ nhà, và đi vào vòng bán kết. Và trước cái giải đấu này thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha của Manchester City là Pep Guardiola có nói rằng là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch. Thì chúng ta sẽ chờ xem cái tiên liệu của ông có chính xác hay không. Ở trong một cái trận đấu khác của một đội bóng lớn là đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ thì đây cũng là một trận đấu rất là hay. Thế nhưng mà đội tuyển Anh chỉ giành chiến thắng ở trên chấm phạt đền, và có thể nói là đội tuyển Anh tới thời điểm này thì thi đấu chưa thực sự thuyết phục, và họ thực sự là không lấn lướt tất cả các đối thủ của mình. Thế nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển Anh lại một lần nữa vào được bán kết một giải đấu lớn dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate. Và cái chiều sâu của đội tuyển Anh, cái sự bất ngờ từ hàng băng ghế dự bị chính là điều mà giúp cho đội tuyển Anh đi được rất xa tới thời điểm này. Và đó là những gì mà chúng ta thấy từ thất bại của đội tuyển Đức, cũng rất tiếc cho họ khi họ đăng cai trên sân nhà với nhiều kỳ vọng. Bên cạnh đó thì Anh Quốc đã lọt vào tiếp, nhưng mà có vẻ như những cái gì mà anh vừa mới trình bày đấy cho thấy rằng Anh Quốc vẫn còn chưa thể hiện được hết cái khả năng của họ đâu. Không biết rồi họ có đi tiếp được nữa đến trận chung kết, đến trận cuối cùng hay không. Chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà đến giờ phút này thì tôi thấy báo chí bàn tán rất là nhiều sau cái thất bại của Bồ Đào Nha. Khoan hãy nói về chiến thắng của Pháp. Lát nữa đây tôi rất muốn nghe anh bình luận về lý do tại sao lại có thất bại và tại sao Pháp lại chiến thắng trong trận đấu này trên chấm penalty kéo dài cả một trận đấu như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì báo chí thể thao đang nói tới cái tôi
của Cristiano Ronaldo. Đúng là thực sự ra nếu chiến thắng thì anh là người hùng, mà nếu mà thất bại thì anh lại là tội đồ. Tôi cũng chưa hiểu là cái tình hình này nó sẽ diễn ra bao lâu nữa đối với bóng đá khi mà người ta chỉ nhìn vào một ngôi sao. Anh thấy thế nào về cái lối chơi của Bồ Đào Nha và đội tuyển này sau khi họ phải chia tay với Euro? Vâng, đây là một cái vấn đề mà rất là nhạy cảm. Và sau cái trận đấu khi đội tuyển Bồ Đào Nha thua đội tuyển Pháp thì huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đã được hỏi là thế liệu là cái tương lai ở đội tuyển của Ronaldo và Pepe thì sẽ như thế nào. Là Ronaldo thì là đã 39 tuổi rồi, còn trung vệ Pepe thì là 41 tuổi. Thì huấn luyện viên Roberto Martinez thì có nói rằng là bây giờ thì cảm xúc còn rất là cao, thế nên đây không phải là lúc để đưa ra quyết định. Thế nhưng có một điều theo tôi nghĩ thì trong cái giải đấu này thì Bồ Đào Nha thi đấu 5 trận và Ronaldo thi đấu thì thực sự là anh không để lại nhiều ấn tượng, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và thậm chí là có những cái chi tiết mà nhiều cổ động viên cho anh rất là ích kỷ khi mà anh chọn luôn luôn xung phong đá phạt. Và đặc biệt là có một con số thống kê là ở các giải đấu lớn, ở Euro, World Cup thì Ronaldo có hơn 60 quả sút phạt, nhưng mà chỉ có đúng một quả thành bàn thôi. Thì đây là một con số thống kê rất là không tốt cho cái khả năng sút phạt của Ronaldo. Thế nhưng mà tôi có đọc một cái bình luận cũng rất là hay, nói về cái việc vị trí của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì cái cây viết bình luận này còn nói rằng là huấn luyện viên Roberto Martinez khi lên nắm quyền của đội tuyển Bồ Đào Nha trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, thì thực sự ông gặp một vấn đề rất là khó khăn, đó là giữ Ronaldo hay là cho Ronaldo nghỉ. Thì có vấn đề là ông giữ Ronaldo thì cái lối chơi của đội bóng sẽ phải thực sự là thay đổi để phù hợp với cả cái khả năng của Ronaldo. Thế nhưng mà nếu mà ông không chọn Ronaldo, cho Ronaldo nghỉ, thì thực sự là ông đang phải chiến đấu với thậm chí là một nửa dân số của Bồ Đào Nha, những người ủng hộ Ronaldo, và thậm chí là có những cái vấn đề không đáng suốt ngày phải lên đài báo vì việc là không giữ Ronaldo. Và thậm chí là khi mà kết quả nó không được như mong muốn, thì thực sự là cái vấn đề là tại vì không gọi Ronaldo. Thì theo tôi nghĩ Ronaldo vẫn là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, rất rất chuyên nghiệp, và cái cách hành xử rồi là cái cách mà tập luyện thì thực sự là một gương mẫu cho các cầu thủ trẻ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là sẽ đến lúc mà Ronaldo thực sự là với cái cách thi đấu của anh thì sẽ là một gánh nặng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi vì đội tuyển Bồ Đào Nha ở trên hàng công thì họ thực sự là thiếu đi cái sự năng động, bởi vì Ronaldo không còn được cái sức bền và sức mạnh. Anh vẫn còn có thể và tốc độ anh vẫn còn có thể thi đấu được 120 phút. Thế nhưng mà về sức mạnh, khả năng đột phá thì không còn, và chính vì thế mà cái tính đột phá của đội tuyển Bồ Đào Nha không còn nữa. Tôi cũng chưa biết là liệu Ronaldo có quyết định nghỉ hưu hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ thì Ronaldo vẫn chưa quyết định trao giày đá bóng, và chính vì thế mà rất có thể là Ronaldo sẽ tiếp tục muốn thi đấu một kỳ World Cup nữa, nên là sẽ diễn ra vào năm 2026. Thì theo tôi nghĩ là Ronaldo vẫn muốn thi đấu thêm một kỳ World Cup nữa. Điều đấy đồng nghĩa với việc là huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ phải xây dựng một đội hình làm sao để phát huy điểm mạnh của Ronaldo. Đó là anh có những pha xử lý dứt điểm ở trong vòng cấm rất tốt. Thế nhưng mà làm sao lại phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, bởi khi mà đội Bồ Đào Nha dâng cao thì thực sự là họ để lại rất là nhiều khoảng trống cho những đối phương của họ để tận dụng. Và điều đó thì lại càng quan trọng với cái bóng đá hiện đại ngày nay, khi mà tốc độ chơi rất là nhanh, chơi pressing, gần như các cầu thủ nào cũng phải có được cái khả năng ít nhất là tấn công và phòng ngự về rất là nhanh. Và nó đòi hỏi phải thể lực và tuổi đời thì chúng ta thấy rồi, không ai có thể chống lại được với cái thời gian cả. Và kể cả Ronaldo hay bất cứ một cầu thủ nào đi nữa. Ở phía bên kia thì Copa America, Messi cũng vậy, cũng tịt ngòi, cũng chẳng có thể ghi được bàn thắng. Nhưng mà có vẻ anh dễ thở hơn với cái lối chơi ở khu vực Nam Mỹ. Và anh nói tới câu chuyện này làm tôi còn nhớ tới đó là gì? Nếu như Ronaldo có thể tiếp tục thi đấu thêm một mùa World Cup nữa ở một cái tuổi rất là cao, thì trước đây tôi còn nhớ đó là ở đội tuyển Argentina chúng ta có Diego Maradona hay là có Batistuta, hai cầu thủ này đều lớn tuổi và vẫn được sử dụng. Cái vấn đề là ông huấn luyện viên sẽ sử dụng vào tình huống nào, chứ không phải là cho chơi choáng một cái vị trí trong suốt nhiều trận đấu hoặc suốt cả một trận đấu. Cái điều này chắc là huấn luyện viên của Bồ Đào Nha sẽ phải tính đến trong các cái giải đấu tiếp theo nếu như còn giữ các cầu thủ gạo cội. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta đến với một đội bóng,
mà có trong đội tuyển của mình, một cái tài năng không thể nào phủ nhận được, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng họ chia tay với Euro, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái dư âm mà Thổ Nhĩ Kỳ để lại cho giải đấu và một cái tương lai của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thì rất là rộng mở đấy. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Ngọc, bởi vì tôi còn nhớ là trong cái chương trình đầu tiên bình luận về Euro thì tôi với anh Ngọc có bình luận về các ứng cử viên vô địch đúng không ạ? Thì chúng tôi có nói là bốn ứng cử viên vô địch hàng đầu, rồi bốn ứng cử viên vô địch thứ hai ai đấy, trong đấy có Tây Ban Nha và Hà Lan là những ứng cử viên vô địch số thứ hai, Pháp và Anh là những ứng cử viên vô địch số một. Và tôi còn nói là một đội bóng mà theo tôi nghĩ là sẽ là gây bất ngờ giải và với cái lối chơi của mình, bởi vì thực sự là họ có một đội hình rất là đồng đều và có những tài năng trẻ, và đó chính là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực sự tới thời điểm này, nếu các quý vị khán giả có theo dõi thì thực sự là thấy đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ họ thi đấu trong những đội bóng mà được đánh giá là thấp hơn đi, thì họ là đội bóng thi đấu hay nhất, và thực sự là họ làm thi đấu rất là ấn tượng với cái sự cân bằng về đội hình, với cái tốc độ và thể lực của các cầu thủ, đặc biệt họ cũng không thiếu các tài năng ở trên hàng công, trong đấy có cầu thủ trẻ của Real Madrid là Arda Güler. Thì trong cái trận đấu tứ kết gặp đội tuyển Hà Lan ấy, thì có thể nói là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thi đấu rất hay. Trong 7 phút đầu tiên họ còn dẫn trước và tưởng chừng như giấc mơ đi vào bán kết của kỳ Euro của họ trở thành hiện thực. Thế nhưng mà chỉ trong 20 phút cuối cùng của trận đấu thì đội tuyển Hà Lan đã thay đổi về cái đội hình, đấy là cái sơ đồ chiến thuật, và thay đổi về lối chơi. Thì thực sự thì hai cái thay đổi đó của huấn luyện viên Ronald Koeman đã giúp cho đội tuyển Hà Lan lột xác và họ đã thắng ngược Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Thế nhưng mà đây cho thấy rằng là bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn một tương lai rất là tươi sáng khi mà họ có trong đội hình của mình một đội hình có thể nói là rất là đồng đều và kết hợp đầy đủ, giữa tài năng và kinh nghiệm của các cầu thủ trong đội hình. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là ở trong giải đấu tới, những cái giải đấu lớn sắp tới như World Cup này, thì Thổ Nhĩ Kỳ rất có cơ hội để tiếp tục đi xa trong cái kỳ World Cup sắp tới năm 2026. Và đây là lúc mà có lẽ chúng ta dự đoán nhanh thôi. Có thể là nó sẽ khó trong cái hai cái cặp đấu ở bán kết này. Nhưng mà anh nhìn nhận như thế nào? Đội tuyển Anh thì hơi chậm chạp một chút, nhưng mà họ lại có thể gặp Hà Lan. Trong khi đó trận đấu rất hay, đó là Tây Ban Nha gặp Pháp, thì sẽ như thế nào đây? Vâng, đây là hai cặp đấu thực sự là khó nói, bởi vì hai đội bóng mà tôi được đánh giá là ứng cử viên vô địch, và Anh và Pháp thì đều thi đấu chưa hay, đúng không? Anh thì ghi được 5 bàn thắng, nhưng mà các đối thủ của đội tuyển Anh thì có thể nói là rất là yếu, ví dụ như là so với những đối thủ khác, ví dụ như là Slovenia hay là Thụy Sĩ ở vòng loại trực tiếp. Chính vì thế mà đội tuyển Anh thi đấu chưa hay, còn đội tuyển Pháp thì còn thi đấu tệ hơn đấy. Tới thời điểm này đội tuyển Pháp ghi được 3 bàn thắng, nhưng mà hai bàn thắng của đội tuyển Pháp là những pha đá phạt lưới nhà của đối phương, và đội tuyển Pháp chỉ ghi được một bàn thắng trên chấm phạt đền do công của Kylian Mbappe ở trong trận đấu gặp đội tuyển Ba Lan. Tức là với hàng công siêu mạnh như thế, đội tuyển Pháp mới chỉ có được 3 bàn thắng sau 5 trận đấu, thì đây là một điều có thể nói là rất là thất vọng cho các cổ động viên. Thế nhưng mà riêng đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp ấy, thì họ lại có khả năng gây ra những điều bất ngờ, và điều quan trọng là họ có hàng phòng ngự rất là tốt. Hàng ghế dự bị của họ đầy đủ những siêu sao để có thể thay đổi cục diện trận đấu, và đây chính là những điều mà thực sự trong những trận đấu tới khi mà gặp hai đội tuyển là đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Tây Ban Nha là những đội tuyển thi đấu hay hơn. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ trên băng ghế dự bị của các cầu thủ ở đội tuyển Hà Lan và Tây Ban Nha thì mặc dù có những tài năng, thì nhưng mà họ thực sự không có chất lượng như cái đội hình xuất phát. Nhưng mà dự đoán hai trận đấu này thực sự là rất là cân bằng. Thế nhưng mà đây là hai trận đấu cũng rất là hay, giữa một bên là một đội có phong độ tốt và một đội có phong độ chưa tốt. Trong trận đấu giữa Anh và Hà Lan ấy, thì theo tôi nghĩ nếu như đội tuyển Hà Lan chơi dâng lên tấn công ấy, thì đội tuyển Anh sẽ sập bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Anh, và đội tuyển Anh sẽ, theo tôi nghĩ, sẽ thi đấu chậm chắc, bởi vì huấn luyện viên Gareth Southgate muốn các cầu thủ của mình chơi chậm chắc, và nếu như Hà Lan mãi tấn công thì họ sẽ mắc bẫy phòng ngự phản công của đội tuyển Anh. Và trận đấu này theo tôi nghĩ thì đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng nếu như đội tuyển Anh thi đấu với phương án là phòng ngự phản công. Còn giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp thì đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển sẽ thi đấu áp đặt lối chơi và thi đấu tấn công. Thế nhưng một lần nữa đội tuyển Pháp theo tôi nghĩ sẽ thi đấu phòng ngự phản công. Và nếu như cũng tương tự trong trận đấu với đội tuyển Anh với đội tuyển Hà Lan, nếu như đội tuyển Tây Ban Nha không ghi được bàn thắng thì họ sẽ sập bẫy phản công của đội tuyển Pháp, bởi vì đội tuyển Pháp theo tôi nghĩ họ sẽ không áp đặt lối chơi trong trận đấu này. Họ sẽ để cho Tây Ban Nha dâng lên tấn công và sau đó phản công bằng tốc độ của những cầu thủ như là Kylian Mbappe, Moussa Dembélé, rồi thậm chí những cầu thủ vào sân thay người như là Bakula. Nên chính vì thế mà
Anh và Pháp sẽ chủ động thi đấu phòng ngự, theo tôi nghĩ là phòng ngự chậm chắc để chờ cơ hội phản công trong hai trận đấu này. Vâng, chúng ta rất là thú vị khi mà khó có thể dự đoán được cái trận đấu như thế này bằng cái vấn đề chuyên môn. Và đến giờ phút này tôi thấy rằng đã có những cái thông tin cho thấy là huấn luyện viên Didier Deschamps cho một cái nhóm cầu thủ ngồi ghế dự bị ít được thi đấu, bây giờ chuẩn bị và tập đá rất nhiều 11m penalty. Có lẽ nó cũng rất là đúng với những gì mà anh phân tích. Có thể là Pháp sẽ sử dụng cái chiến thuật phòng ngự phản công và chờ đợi những cái phút quyết định. Có thể là đá penalty, chúng ta chưa biết thế nào. Mà cũng có thể là họ chỉ tung hỏa mù thôi. Đây là cái điều rất thú vị trong bóng đá. Thôi thì chúng ta chia tay với túp cầu để đến với cả F1 tại giải của Anh Quốc đi, bình luận viên Việt Hoàng. Tôi nghĩ cái chặng đua này có rất nhiều điều để nói đấy. Vâng, đây là một trận đua rất là kịch tính, bởi vì có những giọt mưa đến ở Vương quốc Anh. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là nhà vô địch của trận đua này không ai khác, đấy chính là ông hoàng của trận đua này, đó chính là Lewis Hamilton của Mercedes. Và với chiến thắng ở trận đua của anh này trên sân nhà này thì Lewis Hamilton đã lần thứ 9 thắng trận đua ở cái trường đua Silverstone của anh. Và đây cũng là anh cũng lập kỷ lục là một tay đua mà thắng nhiều chặng đua nhất trong lịch sử của làng F1. Thì đây là một chiến thắng rất là ngọt ngào, và thậm chí chúng ta biết là nó ngọt ngào như nào với Lewis Hamilton, bởi vì sau chiến thắng này thì Lewis Hamilton sẽ chia tay đội đua, sau cái giải đấu này thì Lewis Hamilton sẽ chia tay đội đua Mercedes để chuyển sang thi đấu cho Ferrari. Thì có thể nói hai cái chặng đua vừa rồi của F1 thì gây rất là nhiều bất ngờ khi mà là hai chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Mercedes, trong đấy có George Russell giành chiến thắng ở chặng đua trước và Lewis Hamilton giành chiến thắng ở chặng đua này đều trước mũi của Max Verstappen. Thì điều đấy cho thấy rằng là Red Bull dường như đang đánh giá thấp các đội đua khác và đội tuyển và Mercedes sau những cái cải tiến của xe. Chúng ta ở trong F1 thì người ta gọi là upgrade, thì họ đã cải tiến và chiếc xe của Mercedes dường như là đang đã trở cạnh tranh trở lại sau 2 năm có thể nói là rất là chậm và thất vọng cho Lewis Hamilton. Và cũng điều chớ trêu rằng là khi mà chiếc xe của Mercedes tốt hơn lên, có khả năng cạnh tranh hơn lên, thì Lewis Hamilton lại chuyển sang một đội đua mà có chiếc xe Ferrari dường như là đang đi xuống cấp. Thì đây là một điều rất là trớ trêu ở trong 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 F1. Thế nhưng mà với Lewis Hamilton thì việc chuyển sang Ferrari nó không phải là anh chọn một đội đua có không chỉ chọn một đội đua có khả năng là chiếc vô địch, mà anh muốn khoác trên mình chiếc áo đỏ của Ferrari trong những huyền thoại, và đây chính là đội đua trong mơ của Ferrari khi còn nhỏ. Và cũng có một điều nữa rất là hay ở trong cái chặng đua của Silverstone này là Oscar Piastri mặc dù không đứng trên bục nhận giải, thế nhưng mà anh về vị trí thứ tư và cho thấy là tay đua trẻ này hiện giờ đang có phong độ rất là ổn định, và chứng tỏ được rằng là anh sẽ là một trong những cái tay đua, một nhà vô địch trong tương lai nếu như chiếc xe anh có một chiếc xe có khả năng cạnh tranh với những tay đua khác. Vâng, và những diễn biến tại giải đua F1 ở British GP, chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây và chờ mong hai trận bán kết của Euro như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục bình luận và cái điều thú vị gì sẽ xảy ra đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi nha quý vị. Tới đây thì tạp chí xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều. Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.